Phương gọi giúp, hello mọi người. Nay Phương và cô em này làm mấy cái đèn cho văn phòng. Có cái này cũng hay hay nên là Phương quay cho mọi người coi nha. Cái này là led mà cái dạng mà trong cái thanh nhôm profile á, rồi bỏ cái tấm mica vô mỏng mỏng vô nhét vô làm âm làm nổi gì cũng được. Nó có cái làm nổi cũng được, làm âm cũng được, cũng đẹp. Nó đi theo cái thanh đó mình muốn bẻ, muốn muốn đi đâu rồi đi. Thì giờ Phương quay mới có công đoạn là gắn vô và làm led à. Thì giờ Phương quay cho mọi người người coi trước nha. Đây. Đây nè. Thì cái này nè là mình cắt cái rãnh ra đó, cắt cái rãnh ra cho nó dài, muốn 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 tì tới đâu rồi tới đó. Đây nè, Phương cắt cái xong rồi Phương gắn lên rồi nè, cho anh mượn cái thanh nhôm ở đây nè. Đây cái thanh nhôm của nó là đây nè đó, cái mình cắt cái xong rồi mình ịn cái nó lên như thế này đó. Còn ở trên này là có mấy cái thanh xương á, có Phương bắn lên cho nó dính này ha. Đây vô tới trong tường, vô tới trong tường thì mình đục nè, cái là mình ghém vô đó là nó hoàn luôn, chút xíu rồi đi lên dây led xuống đó. Cái này thì mình bắt dít vô thôi. Cái bảng này tùy theo mình muốn gắn bao nhiêu dây led ấy, thì mình gắn. Cái này là hai ba 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 phân nên là gắn được 2 dây led bình thường đây ha. Nè Phương đã gắn 2 dây led rồi nè, cái phía bên này là Phương đã gắn dây led. Còn hiện tại nó đang thiếu một khúc này thì chút xíu nữa sẽ nối đó. Cái này là khiển qua công tắc đèn, đây công tắc có sẵn nên là chút xíu nữa thì đấu nối sau đây ha. Phương quay nè, đó gắn 2 cái đường led. Nếu mà mọi người muốn nó sáng nhiều hơn nữa thì gắn 3 đường, muốn nó bự hơn nữa thì gắn 3 đường. Đây một một cái dây led vậy là 5 mét đó. Chúng ta xài bao nhiêu thì tính toán cái bộ nguồn cho nó phù hợp rồi gắn. Đây nè, Phương quay cho mọi người coi cái dây led nha. Đây nè, dây led nè 12V 5 mét đó. Cái này là color là màu trắng quay ha. Này bên Phương sử dụng màu trắng, mình muốn màu gì thì mình mua màu đó đó. Phương đã sử dụng đây. Đây bộ nguồn, đây nguồn này nguồn tổ ong rồi, đây là một nguồn tổ ong ha. Đây thì bộ nguồn này á, là 40A 12V nè, nó tùy theo dây led ha. Dây led của Phương đang đang là 12V nên là đây nguồn này thì cũng không xịn là mấy. Muốn nếu mà mọi người muốn xài nguồn xịn ấy, thì ra mua có nguồn Minwell nha. Nguồn này thì nó cũng trầm trầm trung trung thôi, cũng có được cái quạt cũng tản nhiệt để cho giống giống người ta nè. Này cũng tốt, cũng ổn ổn thôi. Còn có những cái nguồn mà nó không có quạt luôn nữa, để Phương quay cho mọi người coi luôn. Đây đây nè, cái nguồn này mọi người thấy nè, cái nguồn này cực dỏm nha đó, nó chẳng có cái quạt nào hết nè. Đây đó, nó cũng 12V 15A mà nó không có cái quạt nào hết đó. Nguồn này dỏm quá. Đây rồi, tiếp theo nữa thì bên Phương đã chuẩn bị cái mỏ hàn rồi nè, chút xíu nữa sẽ hàn khúc nữa, còn nó thiếu một khúc nữa nè, là nối vô nữa là xong, on điện lên đó. Nguồn đó thì chút nữa cái nguồn tối ong thì đây đây là một cặp nguồn ở đây chứ, đây cặp nguồn nè. Rồi sau khi đó cặp cặp dây mà từ của cái đèn ra Phương chừa sẵn trên kia rồi. Đây nè, nó có cái đầu dây này nè, led thì nó có cái đầu dây nè, cứ cặp led, dây led thì nó có ra cặp này, mình nối mình đem về ngay cái nguồn tổ ong đó, rồi bắt đầu là mình đấu vô nữa là xong. Cái này thì mình bắn silicon thêm để cho nó lỡ như nó có rớt ấy, thì nó còn silicon dính lại ha, chứ thật ra cái này nó có keo rồi, mình dán lên thôi, mình lột cái lớp keo ra mình dán đây nè, cái lớp keo nè mọi người, đây nè Phương dán rồi nè đó, lớp keo nè Phương lột Phương dán nè. Nhưng mà mình phải bắn thêm silicon, lỡ như mà nó có nóng, nó có lột ra thì nó dướng lại nó ha. Rồi giờ anh em của Phương làm tiếp đây, giờ dán cái đã.
Thì để chút xíu xong ấy, thì Phương quay cái thành phẩm cho mọi người coi nha. Rồi nè, giờ anh em Phương đã xong một đường và nối xô lun xuống dưới cái đường dưới kia. Thì hiện tại đang câu tạm cái nguồn xuống này, câu tạm xuống đấu vô cái nguồn tổ ong để test thử. Năm năm là lấy cái đồng hồ ra đo thứ bao nhiêu ampe vậy, coi dây nó đủ nè không. Đây ha, đó, nó sáng này này về nè mọi người. Đây đó, cái khúc hồi nãy còn thiếu mà Phương nói hàng á nè, Phương hàng đây biến nè, chỗ này nè, đó thấy không, đó cái chỗ đó là Phương hàng đó, hàng xuống mình thiếu bao nhiêu thì mình cắt mình hàng thôi. Đây Thôi đi không nè. đó đó, đây đây mà, ở đó đó. Ừ đây đó, thì cái đoạn này là giờ Phương đã lên rồi, chút xíu là Phương nẹp cái nẹp nhựa này vô nữa nè. Đây nè, cái nẹp nhựa nè mình đẩy ở ngoài nữa đó, mình đẩy ở ngoài nữa là xong. Ừ. Đây ha, coi nhiêu nhiêu vậy, nhiêu ba rồi, không chấm hai mấy rồi, ok ngon. Tại vì Phương đang đi cái cặp dây đôi này nên là mình phải lo ngại tới cái chuyện tải đó là mọi người, phải coi nó đủ tải đối với mình, coi theo bộ nguồn của mình nữa, mình phải cập mình coi mình kiểm tra. Rồi, rồi chuẩn bị anh em Phương làm tiếp cái dãy bên này và hàng tiếp, nó còn khúc này nè, hàng là hàng nên mọi người đó, mình cứ thiếu đâu cái mình hàng đó mình cắt mình hàng. Đây nè, như dây led á mọi người chú ý nha, không có phải mọi người cứ cắt đâu rồi cũng được nha. Đây nè mọi người thấy không, nó có cái điểm cho mình cắt nè, đây nó cái kéo cắt nè, đó cái kéo cắt nè, cắt đi rồi hàng vô, hai hai cái là hàng lại với nhau. Rồi giờ anh em Phương làm tiếp nha, chút xíu Phương quay tiếp. Rồi đây, hồi nãy bên này là Phương thử rồi nè, đó giờ là bên này, giờ anh em Phương vừa mới làm xong đây ha, đang test luôn, sáng ok rồi nè. Thì Phương cũng đã dán cái chỗ này nè, cái mối hàng nè Phương đã dán lại silicon vô rồi nè. Cái mối hàng Phương đã dán silicon luôn ha, giống như vậy nè, đó xíu rồi Phương đậy nẹp sau đây nha mọi người. Cái này mà ai làm á, nhà mà mình có máy cắt mà mình đục trước á, có máy cắt đồ mình ngồi mình làm từ từ á thì nó sẽ ok hơn. Cái này thì Phương làm xong thì có thợ Thạch Cao với thợ Hồ làm lại cho Phương mấy cái phần mà nó bị lem lem dơ dơ nữa, chứ cái này Phương chỉ làm điện thôi. Đây rồi quay hai hai phần này, rồi chút xíu sau khi xong khô rồi thì Phương sẽ lên cái nẹp mà để bít lại cái này luôn, nhìn cho nó đẹp rồi ha, chờ Phương xíu nha mọi người. Rồi giờ cô em nó đang đấu tất cả các bốn sợi dây nè, một cặp một led này là có một cặp ha, đó giờ nó đấu vô, nó giờ nó đấu vô bốn bốn sợi này. Cái này là Phương đã đúc với nhau rồi, Phương đã đúc ngay cái chỗ mà cái góc bên kia kìa, hồi nãy Phương có quay cho mọi người thử thấy đó, nên là khi lôi về bộ nguồn á thì còn bấy nhiêu đó. Mọi người nhớ nha, cái mình có mình phân biệt rõ rõ là nóng nguội nha, tại vì led là phải có nóng nguội đàng hoàng đó. Phương tuy một cặp dây trắng vậy nè, nhưng mà Phương quy định nè, có chữ nè, có chữ là nóng, không chữ là nguội đó. Mình làm thì mình bấm mấy cái đồ cốt đồ vô cho nó cứng và cho nó đẹp, nó cũng tránh bị mo ve sức đồ đó. Khi mình bấm vô thì mình dặn vô mình thấy tự tin nó đẹp hơn nhiều. Thôi được rồi, đây đây là cặp dây nguồn, dây nguồn thì không không cần phân biệt, cứ cắp vô thôi. Đây là hết dây rồi, lấy dây te dây màu này luôn nha mọi người, chứ không phải màu dây gì đâu. Đó cặp dây nguồn nè, hồi nãy mà Phương thả lòng thòng cái chỗ này nè mọi người, đúng không, nó là nó đó. Giờ sau khi đấu lên á thì Phương nhét nó lên trên này, nhét lên trên cái lỗ đó rồi bỏ lên trên dựng đó. Rồi cái chỗ này là Phương sẽ làm một cái nắp thăm 300 300 để sau này mình có lên mình coi ngó vậy đó, mình coi đó luôn á.
Đó còn kế luôn á. Đó, phía bên ba hai sợi vàng với sợi xanh là phía bên đó là nguồn nguồn cấp vô, còn cái này là ra cho đèn nè. Rồi cô em nó đã siết xong rồi, giật giật ra. Rồi nhẹ nhẹ thôi được rồi, nó không có nhiều đâu. Rồi ha, rồi đây là cái công tắc nè, đó phần bật lên nở sáng hết rồi đó. Đây hai dãy led, này gọi là led thanh profile đó, người tới sáng rồi ha. Nhìn ổn ổn mọi người, ở nhà mà ai muốn phá cách gì đó thì mua về, tự mua về cái mình thi công luôn đó ha. Cái led thì hồi nãy trong lúc đầu tiên Phương đã nói rồi đó, led gì rồi cái thanh nó như thế nào đó thì Phương qua có quay rồi, thì mọi người cứ vậy mà làm thôi. À rồi giờ bỏ lên trên đi nào mày, giờ nó bỏ lên trên luôn này, tắt đi. Ừ. Rồi bỏ lên trên đó đi. Dựng vô thôi, dựng vô góc bên trong bên này nè, đâu phía bên này nè. Rồi bạn ấy đã bỏ lên trên đó rồi đó mọi người. Rồi xong gọn đẹp, giờ tiến hành đậy nắp. Giờ thao tác này cũng hơi bị căng tại do mấy cái góc cua nè, chúng ta phải xử lý cho nó phải kỹ. Rồi vậy ha, giờ anh em Phương làm tiếp đây. Rồi lấy đi Nam ơi, bên kia kìa. Cái này thì mình chỉ việc gắn lên thôi mọi người, trước tiên là mình gắn cái đầu vô trước. Rồi đây nè ha, ở ngoài mấy cái thanh nhôm á thì mình gắn cái đầu này nè, cho nó bít lại cho nó đẹp đây nè. Rồi cô em này nó gắn này, gắn cho anh cái, đưa đưa cái đó anh cầm cho. Rồi đây nhét gài vô thôi mọi người, đó nhét như vậy đó. Rồi nhét như vậy là nó bít cái đầu đó mọi người. Này bắt đầu là tiếp theo gài cái này vô, nhét vô thôi. Rồi nó không tới rồi, để nó lấy cái ghế đã. Đó cái này thì mình chỉ việc gài vô là xong thôi, nhấn vô thôi. Này cái này nó mềm.
Đây. Rồi, giờ là Phương quay cái quá trình tạo cái gốc đó cho giống cái bên này nha. Đây nè. Nè, trước tiên là chúng ta đo cho nó cái chiều cho nó bằng cái đã. Đây nè, cái chiều của nó là một khúc này nè. Đó ha. Cái xong rồi chúng ta cắt hai cái đường. Rồi, giờ để mà mình muốn bẻ được thì mình phải tạo một cái hình chữ V. Đó. Giờ cô em nó cắt hai cái đường giữa rồi, để mình lấy dấu rồi. Giờ nó tạo cái chữ V đó hay ha. Đó, cắt thêm bên này nữa. Đó. Là lúc đó là mình được à. Ừ. Bên này nữa. Chứ mình không có phải là mình cắt cái cây ra rồi tới đó nha mọi người. Nhìn nó xấu cực kỳ. Đó, mọi người thấy cái giống như giữa ve không? Rồi, bẻ xuống đi, bẻ xuống đây nè. Bẻ bẻ ngược lại. Bẻ ngược lại để úp vô mà. Ừ. Đó, nó không có gãy đâu mọi người. Đó ha. Rồi. Đó, giờ là bắt đầu đưa 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 vô nó xử lý ngay cái góc đó. Giờ mình gắn đó, mình gắn qua đây nữa là cắt bụp bụp lại xong. Đó, nó là vậy đó ha. Giờ anh em Phương gắn đã, Phương không quay được. Đó. Mới gắn xong rồi nè, đó, thấy không? Nó ngay cái góc đó. Rồi, giờ còn cái chỗ này nữa, đang gắn. Gắn tới ngay cái điểm nối này nữa là cắt. Là thanh phẩm. Rồi, sau khi đã thành hình đây anh em, rồi bật đèn từ từ đây. Rồi, bật đèn đó, hai dãy led mọi người, công trình của hai anh em đó, hai dãy led đó đây ha. Đó, ok, giờ video của Phương cũng đã hết rồi, hết gì quay cho mọi người rồi. Phương kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Phương lâu nay. Những anh em nào mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh á, hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh. Phương cảm ơn rất nhiều, bye bye.